chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Nam em có hành động lạ khiến người xem ngỡ ngàng khi hát live nhạc buồn, cứ tưởng đi xem hài. Hành động này đã hút hết spotlight trong màn trình diễn của nam em. Nam em là trường hợp đặc biệt trong làng giải trí khi mang danh người đẹp đi hát. Nhưng khác với những chân dài khác, nam em lại nhận được đông đảo sự quan tâm và ủng hộ từ khán giả, giúp cô nàng ngày càng có được những bước tiến vượt bậc trên con đường ca hát. Nhờ vào giọng hát tốt, tính cách hài hước lầy lội trên sân khấu mà mỗi đêm diễn của nam em đều nhận được nhiều hiệu ứng tốt từ khán giả. Đúng với tính cách lầy lội của mình, mà trong mỗi tiết mục biểu diễn, nam em đều mang đến những năng lượng rất tích cực cho khán giả. Mới đây cộng đồng mạng đã không khỏi thích thú khi đoạn clip ghi lại màn biểu diễn ca khúc Ít Nhưng Dài Lâu của nam em được chia sẻ vì khoảnh khắc quá đỗi hài hước của cô nàng. Theo đó, cô không ngồi yên trên sân khấu biểu diễn như bình thường. Nam em lại có màn đột kích khán giả khi xuống bên dưới để vừa hát vừa giao lưu với mọi người đầy gần gũi. Vừa ngân nga, nam em hết quay sang trái rồi lại quay sang phải chỉ để vẫy tay chào khán giả, khiến người xem lẫn cư dân mạng không khỏi cười té ghế vì độ hài hước và không ngại hình ảnh của nam em. Bên dưới đoạn clip, đông đảo cư dân mạng đã để lại bình luận cho rằng việc xem nam em hát là chính, nhưng nhìn cô nàng tấu hài trong mỗi đêm nhạc mới là 10. Quả thật, nghe bản nhạc buồn nhưng ai nấy đều không khỏi buồn cười bởi cách thể hiện của nam em. Trong một đêm nhạc trước đó, nam em cũng đã khẳng định với khán giả về việc theo đuổi nghiệp ca hát lâu dài. Thật sự có thể nhiều người nói đúng, nam em phù hợp hơn với môi trường ca hát. Sau chuyến đi tìm kiếm thanh xuân, tôi cũng đã tìm được năng khiếu thực sự của tôi là âm nhạc và tôi quyết định sẽ theo đuổi nó đến cuối đời luôn. Đừng quên theo dõi tin tức Showbiz để cập nhật những thông tin mới nhất về nam em nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.